Ok, chúng ta sẽ đến thành cấu nào. Siva mỏ tiền đâu ta? Ủa, hai tờ giấy trên này, mỏ đá trên này. Ok, tờ giấy nữa trên này. Số quá nhỉ. Anh Nam chơi đi, em nghỉ tí. Về toàn toàn anh đức cao gạt anh ấy. Thế là hầu họa đức cao cả ngày rồi à? Có sáng thức dậy thì bị ông Tiểu Linh ông ấy gạt gạt cho hai trận, thì em phải ăn may em thắng cả hai. Đến trưa chiều cứ hở ra là đức cao thì cũng nghỉ lễ này anh có đi đâu không? Hả? Ở nhà rồi với gia đình thôi. Ở nhà với gia đình thôi chứ đi đâu bây giờ. Xấu thế. Rất xấu thế. Bỏ không bỏ được. Hay bỏ luôn nhỉ? Bỏ luôn, bỏ tiền kia làm sao bỏ được. Xấu quá. À nhưng mà được cái phenolic nhiều. Vẫn phải lấy thôi. Anh chưa ăn mana Ăn mana rồi. đủ mana để biến lại nhà được rồi. Hy vọng là đủ. Xem nào. Các anh cơ à? Mình bỏ vừa tiền vào. luôn. Vừa đủ hồi thành này. Nhưng khoan được cục đá. Thế thôi, ăn cục đá đi anh ạ. Ăn cục đá xong đo lên, ăn cục đá xong đo lên. Đo lên lấy quân đây 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 thế này. Đây, đo lên, đo lên. Đúng rồi. Mai lấy quân xong đi luôn. Bây giờ thì vậy thôi. Thế rồi mày lấy quân ăn giếng trên vậy. Không, không cần ăn giếng vậy ạ. Chạy luôn. Quân này thì chắc phải lấy hết ra vậy. Con giếng chạy luôn á? Chạy luôn này. Chiếm sang là... Ăn giếng hôm cuối, bố vẫn chưa chắc ngày 6 đã đến được đâu. Có vào đại học không? Có vào đại học học skin không? Chắc là thôi bỏ đi. Nếu bỏ thì chạy lắm mít. Nếu bỏ thì ăn tổ chim kia rồi vừa chạy lắm mít. Chắc thế thôi. Ôi mũ ơi, ngon thế, trận này nhiều mana thế. Đây là cái nhiều mana. Ngon. Bác phải check em đấy thành gì rồi mới quyết định bỏ thành hay không. Con này đến cho mình. Con sói trên nó vụt đấy, con sói trên nó vụt chim. Không, không vụt chim được. Rồi. Thành góc này như thành của họ mà đúng không? Thành kia kia mới thành đầm là thành góc này thành của họ, thành cover. Thế bỏ được, bỏ họ lại. Xem nào. Mày này. Đúng là si bà trên đất này đi ngang một bướm luôn. Làm tí Cyclops không nhỉ? Làm thêm tí Cyclops nhỉ?
nếu không đủ nước làm gì đi. Không, kiểu gì mình đủ lực chạy, nhưng vấn đề là không biết được bắn chim không, bắn chim hơi mệt. Bởi vì mình xây được chim tuần này chứ chưa chắc đã xây được cyclops tuần này. Cái cả là không bắn chim rồi, nhưng mà đánh làm gì mà. Em nghĩ là cứ mình nghĩ, mình nghĩ là thừa nước mà. Cứ đánh để lấy kinh nghiệm thôi. Này trên đường nhặt cái kia tốt hơn. Nhặt cái gì? Bác thấy trên đường nhiều cái không? Nhưng mà mình vẫn bác dư nước không? Nhưng mà lại không đủ vào thành. Nước này chắc chắn không đủ vào thành, nhưng lại dư nước để dư chạy ngày thành. Ừ thì bác xác định ngày 6 rồi. Thì bác ra nhặt đá thì cục đá với dương bên cạnh bên cái thì nói chung cứ xác định là ngày 6 mới về được nhà rồi. Ơ, ăn luôn, ngon. Thôi là ngào mãi về thành ngủ. Không, bác ăn xong bác còn đo mà, ngày 6. Không đủ nước, không đủ nước. Thì có nghĩa là không cần phải... Thì đằng nào bác định là mai về thành đúng không? Thì ăn cái này mai về thành giống như... Anh ngủ lấy ít hai mana từ này thôi. Sợ không kịp về thành ấy. Nếu mà ăn dư ngoài đường cái thì sợ không kịp về được rồi. Làm quả. Chạy thẳng thôi. Nếu mà ăn cái này thì đây, chạy thẳng lên đây tránh, tránh mất nước cho ăn cái này được nhỉ. Thôi lên đây đi, sợ đường xấu. Đấy. Ăn này không phải thêm mấy ghiêu. Đi à. Muộn không tao cả. Không sợ, chỉ sợ không kịp lấy thành ngày hôm nay ấy. Thì để xây chim mới xây đồ ngày mai ấy. Cần đi bác xây kim luôn, bởi vì bác cần đi mấy ghiêu đúng không? Ngày 7 xây kim. Được. Mana đỉnh thế. Mana này mấy ghiêu gì nữa. Ok. Thế. Ủa mày thế. Đất này. Đùa. Vẫn vào được. Thôi về cất quân cho nó nhẹ tướng à. Ơ đấy nhầm. Quên rồi. Thôi mày xây kia vậy. Nhanh tay quen tay. Mày thật là cái không tiền. Làm. Quen tay rồi. Và vứt tế quân xong rồi xây con đại bàng mà quên mất lại quen tay ấn bác vui level. Mana thì tựa à ừ mình chưa phép. Biết đâu có phép gì đấy ngon ở đây. Bootlet với em xem mà. Stonekin được, hai phép thủ. Bootlet được. Và đây cũng được coi như học phép này. Học được phép luôn. Cũng được. Bà này đi ăn thành phượng luôn rồi. Mà một tìm một tổ chim nữa thì đẹp. Không thì đấy. Chim mình chưa thấy rồi, nhưng mà ra đây à? À đây à? Ừ, đo mù nhé. Không, đấy, đấy là đấy rồi, đấy chuột rồi. Giờ mai chỉ có đo mù thôi, đo mù nếu mới mặt ra. Như em nghĩ bác đi đến tầm cái cỗ cái cuối thay gió kìa. Là có thể nhìn được phía bên trái và phía bên trên một ít. Rồi đây à? Chọn đo ở đâu. Đấy, tầm đấy. Đi đến đấy rồi khả năng là thật. Chưa chắc trận này lên được chim sét đâu. Bởi vì nhìn thầy còn chưa thấy chim sét đâu mà. Bác khơi sớm ấy, này ra ăn tổ chim sao tiền mà xây mua chim thì để lại thôi. Bao nhiêu con chuồn chuồn đi đây? Ui, sạch lúc nhiều lắm. Xem bao nhiêu con chuồn bác, chuồn? Chuồn chuồn ăn được ấy. Có pin rồi. Không ăn thua. Gỗ không? 4-7 gỗ, dư gỗ rồi. Thế làm ăn làm tí kinh nghiệm đi. Chưa đánh hay kinh nghiệm. Ồ, cái bò dưới này. Không biết bao nhiêu. Ơ kìa, nó đánh không mất quân kìa. Bay không bỏ, anh sẽ thứ thứ. Lót, cho đánh được. À không được. Bác còn đo mà. Đánh con chuồn chuồn đi, đánh con chuồn chuồn đi. Cái bốc chuồn chuồn ăn được. Nhưng mà bốc đấy goblin, có làm gì không mà. Nó canh cả kia yếu á. Bỏ nếu mà tầm 20 con thì vẫn chơi được. Thôi đừng tham. Nhưng mà lại sợ là đúng 40 con thì thôi chịu rồi. Xem mà đấm con này ăn cái kinh nghiệm xong về thành ngủ vậy. Hết lực rồi. Không còn, em nghĩ không còn về thành ngủ không? Đó, bác còn đi thẳng luôn á. Không thì đo lên ăn thành phượng. Đúng rồi, mà nào cũng còn. Có hẳn mê kiểu gì cũng lên được đất rồi. Về thành nhà ít, cứ đi thẳng thôi, không còn được về. Ok, quên mất lại đi nhường lượt con đấy.
Được. À đây à, em bỏ chim sắt ở trên này thôi rồi. Cũng không sao cả, chẳng là ngày mai ăn thôi. Ừ. Ơ, nhưng chưa thấy banh biết gì gần đường cái nhỉ? Bác thấy banh cho con bò đấy. Mỗi cái banh này mà bò thì chưa đánh được, bởi vì là còn hên xui. Bỏ mấy hôm sau cũng được kìa, để hụt kìa. Ừ. Xem bao nhiêu con mi mình đây. Ừ, đây bình lại đây, xong đánh con này xem được. Được. Ăn được, làm ăn được. Ngon luôn. Làm được. Bố lết lên xấu. Xấu thế. Chịu rồi. Quick. Đấy, bác quyết thì cũng thế mà. Đo luôn. Đo sang ăn. Đo đây xong lên đây à? À còn mấy bước. Mai đo sang bên phải, ăn nốt cái hồ bên kia nữa là xong. Là về mít thôi. Là về nhà thôi. Không cần về gì. Còn bên này có lên được lên ớt không? Lên được ớt ven ớt rồi mà. Dạ. Cái cá tinh. Ớt ven rồi. Ớt ven rồi. Ớt ven rồi. Đất lên ớt ven luôn rồi. Đừng xây cái gì anh ạ, đừng xây cái thôi, gì. Thôi kệ thôi, để xem đầu tuần 2 mình bắt đầu nhìn thông số hỏi biết đẩy tiến độ như nào. Tầm này bác không nên ăn bóc nữa đâu. Không đem bóc nữa. Đi ăn tiền để còn mua e, mua càng sớm càng tốt. Ừ. Ma mình nhiều quá rồi. Đo sang rồi. Bây giờ chỉ có đi ăn tiền thôi, bác đi ăn bóc bây giờ chỉ có chậm. Em nói thật, đời chỉ có đi... Mà chưa nhìn thấy tiền đâu mà đánh. Thành ở đấy để mà tìm nhà lùn, Menuta Store, Laga Banh các thứ để ăn thôi. Thế thì biến về mua chim, đánh một bò luôn, biến về mua chim rồi đánh một bò. Mấy cái này thật sự không cần thiết mà bác có cái X2 mana rồi. Đấy, biến về mua chim rồi đánh một bò. Mình chỉ thiếu tiền thôi. Không, cầm Robin, cầm nói chung cầm một con theo này nha. À kìa bác, bên phải. Đấy, xong là mai ăn X2 mana lại đi. Ui, hot. What? Ngon. Được. Ôi, khỏi phải mua luôn. Khỏi mua luôn. Ừ. Mẹ đúng cái kiểu thích gì cho đấy. Bây giờ ấy, bác chỉ cần đi ăn mỏ chim thôi. Bởi vì mẹ ơi. Bác rồi ăn đủ mỏ chim. Để mẹ Nam ấy, mẹ Nam biến về mai nâng chim xét. Biến về mai nâng chim xét có tiền rồi. Không có đi biến về thì mai nó công chạy đây. Nâng thêm được mấy bước thì nó lại thế. Thêm được mấy bước thì nó lại cũng về tận thành thì quá tội. Thư viện này. Bác lao chìm dưới, nó là cắn. Ừ. Đây là sóng ốp. Bắn mà không chết luôn ạ. Ra đây mà chơi. Ra đây mà chơi. Đói quá. Đủ level 10 chưa? Chắc đủ rồi, nhìn này cơ mà. Vẫn chưa đủ. Đánh cái này. Chưa đủ bác trách nhiệm đánh con này lên cấp không? Không lên được. Hot con này làm sao lên được? 12.000 tần cần 2.000 hơn 2.000 kinh nghiệm nữa. Phải thế tầm 100 được. Con này thì mới đủ. Cả dọc đấy cái gì cũng ngon. Chim xét vẫn đi sau. Chim xét vẫn đi sau này à?
Đúng thế. Ây da. Ây da. Quên mất bo con chó lại đánh con này luôn. Được rồi. Kém 19 bên ngoài. Không có 19. Đây có 19 này chim đánh đi được luôn. Hả? Tại nãy bác chém nó phản rồi. Cơ bản là mình muốn để có 19 thì con kia đánh luôn. Quên thành thì nào nhỉ? Thì chợ dần lên thôi. Xem tướng họ thèm à. Số cũng thấp. Đừng tách á, tách là lùi luôn mà. Đừng tách á? Đừng tách lại mà nữa. Đi. Quick. Bây giờ đánh con này rồi. Cái đấy em nghĩ ăn sau, tiện lên đây rồi ăn lên trên thôi. Đây đây con này, con này. Ui, mất hẳn. Save lần mà khỏe thế. Con này lại đến. Cái gì? Chim ở trận này đâu hết rồi. Ừ, chắc chui hết ra cóc hết rồi. Chui hết ra cóc rồi. Không cần ba. Để cho nhanh, ok. Tưởng nó yếu rồi cơ. Ui, ui. Đùa nhau. Thì ra tên này mang lên về. Nếu mà nghĩ là có một máu ở gần cái về, về hẳn hai thành. Về lấy tha chim mà. Từ hai thành thôi. Bây giờ là ít đất rồi đúng không? Ăn khiên này, ăn cái giáp này cũng được này. Đằng nào cũng cần hết nước. Đây này, đủ mà. Bây giờ về thành ngay thôi. Em muốn về hai thành. À, thì em là về thành hai thành gấu để lấy. À, để lấy, lấy lốt cái thư viện này ạ. Biết là trên nào ấy. Thế khiên cộng 5 này, kiếm cộng 6 này. Ngon quá gì ạ. Cái cộng 7. À kiếm cộng 7. Sách lửa này. Chắc phải chiến. Thế mà liệu có lên được xbox không nhỉ? 17.500 lên được này. Được. Lên được này. Ui, có gấu áp thì hỏng rồi. Thôi có gấu áp thì hỏng rồi. Cố áp lại đi trước mình. Cái bản cố áp nó trâu quá. Kém á. Ôi rồi ôi cố áp vậy. Cố chơi lao chó em vừa lóc. Hứ? Ê. À không nghĩ cũng được. Đấy. Thôi chọn vô đây vậy. Giữ con gấu lên đây vậy. Rồi bây giờ là không đến đúng không?
Nó đến được dưới này. Ba cắn con gấu hai ở dưới. Ôi giời. Bác về thằng kia. Thực ra thằng này cũng được, nhưng thằng này không áp được kim. Ừ, không áp được chim. Nhưng mà nếu mà tính ra áp chim thêm được 2 speed thì xong lại hồi về thành ngày nữa thì cũng thế. Hồi về thành ngày xong hồi về thành kia lại cũng mất 2 speed đúng không? Không, em không lấy thành ngày. Kiểu đầu tuần 3 em mới lấy một thành. Ờ. Tầm này vẫn thấy có mỗi 2 mỏ chim này. 3 mỏ. Bác hơi gấu là vì bác thấy 2 nhà gấu rồi. Mà lại còn gần nữa, cực gần. Đấy, một cái đây, một cái đấy, anh Phượng. Với cả một cái ở kia có vẻ phải. Có lẽ. Mà chim là cái chim một đông, nếu mà họ đánh sớm thì chim chủ lực còn mạnh hơn gấu. Mà tiếc cả mỗi cái không lấy được chim thôi. Thường là bài là mà gần kiểu gần quá này. Đây rồi. Kiểu tiện đưa công tác. Không cần bóc á. Anh em mỏi chim về trên. Quyết tâm. Kịch vào đây anh lại. Ủa. Wow. Thì cái đánh nhà rồng. Tần sau bác kiếm cái nhà lùn mà ăn. Đây. Cũng được. Cầm mỗi chim với bác ơi, xong ở ngoài luôn. Thế bác cầm thêm một ít quân vào. Đúng quân này á, à? Được. Thí luôn, tí đen luôn đúng không? Tí đen luôn. Nó lại còn chả chết cơ. À, tại bác còn tắt tích, đi vào đấy luôn. Thôi rồi, cứ để con này vào đây. Rồi. Không cần bác, đen đi. Hải môn kìm cạp phát thì... Ok kìa. Đừng sai bác, mình hơi nhiều tiền. Mai kiếm cái banh. Mai bác ăn của kim cương bên phải. Naga banh thì chỗ con bò. Đây là đấy, là xây được hai nhà gấu. Mua đi bác. Bên bãi có Naga anh á. Thôi kệ, cái để đấy, nó có mất đâu. Chỗ con bò ấy. À, chỗ con bò đây cái gì? Ok đấy. Về lấy quân đã. Bác không ăn của kim cương à? Kim cương đủ chưa? 10 kim cương đủ mà. Mình nhớ 10 kim cương đủ. 20 rồi bác. À, 10. Xây đồi đi bác. Xây đôi á? Xây đôi. Xây đôi đủ làm sao được? 10.000 tiền, 20.000 tiền. Bác thấy khu rồi, bác bán đấy kia được mà. Ăn Naga Banh được ngọc nữa. Em nghĩ đủ. Chắc không đủ được. Khó lắm. Khó phết đấy. Rồi bác còn đôi nữa mà. À quên, ừ đúng rồi, chó mới đúng.
À quên, con bút của lướt cho con kia. Đây con chó ở đây, chó ở đây, tách con này ra, chim ở đây, rồi. Ui mìn, ít quá. Bây giờ thì xây nhà đã. Giờ tính xem mà còn thiếu, ui còn thiếu nhiều tiền lắm, 10.000 tiền nữa mà mượn 5 cristal nữa, ngày này không đủ rồi, thôi. Banh ghế quá, nếu banh to tí thì ăn thêm cái Talos Lapai được tưới, bán lấy tiền là đủ. Không đủ nước. Nếu mình đo sang cũng đủ đủ không? 200 là đủ mà. Đủ đủ đủ. Về bác. Ừ. Không cần về. Thôi rồi. Đủ ạ. Nhưng mà thôi. Mà cái banh bé này thiệt rồi. Mình ăn 2 bò gấu rồi đúng không? Ăn đâu. Ok. Rồi. Xem tình hình bây giờ thiếu tiền để up chó để break ấy. Bây giờ lại đi kiếm ấy thôi. Kiếm banh thôi. Không có up chó bác. Hử? Này đại bàng break được rồi. Ba mấy con à? Ơ, banh đâu hết à? Ba còn hơn 10 con nữa mà. Đánh hết rồi. Ở dưới thành 1 ấy. Đánh hết rồi. Về thành 1 đi. À, hết tiền rồi. Thế thì từ từ ạ. Thế nút rác không nhỉ? Thế là đẹp skin rồi. Ở đây còn cái Naga Banh nữa kìa. Ơ bác còn Naga Banh à? Trên trái kìa. Mình đang cần tiền mà. Không, bây giờ mình về lấy thành này đã. Sao mai đánh vậy? Bây giờ sợ lực không đủ. 500. Ôi rồi, phải lấy thành đã. Này liệu lực chỉ lên có thể hồi được. Muốn lấy kiếm này xong bánh bánh ngay xong mới về đánh đấy, đánh luôn mỏ này, mỏ này tiện một đường ấy, lấy được cả cái crystal. Tuần này cứ xây 2 gấu xong cũng break nhỉ. Xem bao nhiêu bác break rồi, bác cầm chim về ra là break rồi. Ôi chỉ số họ này. Evasius mà chỉ số Knowledge kìa. Ôi mình nghĩ khéo Knowledge sớm ra lấy cái lợi. Mình cứ tưởng Evasius tầm mày phải ra rồi cơ. Nghe cái chỗ này không có con nào mà có bộ hai chiếc nhẫn máu. Ở ngay gần thành một lần đo lên đây. Một lần đo lên đây, lên file lên đây. Hai nhẫn máu gần thành luôn ạ. Xem lãnh quanh còn con gấu này, lót rồng xương. Chà. Làm phát cho nó yên tâm, cho nó yên tâm đã. Đổ thế mạo đi luôn này. Được. Đấy, trên này bây giờ đánh sạch lốp à? Được, đánh luôn sạch lốp nhỉ, để áp chim đúng không? À, áp cấu luôn đúng không? Được quá. Xem mà tách tiếp con này ra, con này speed thấp hơn à, speed 6 bằng sạch lốp. Bao nhiêu con 1 đến 4 tách đôi chim ra cho khỏe. Dạ. Ôi. Có sạch, ôi. Có sạch lửa không lấy lửa này, quên mất mà tôi thành chim lửa lấy được.
xách lửa chính là lấy lửa ngon chứ. Đây còn cái gì để ăn không? Thương con này và hót con này. Còn một lần đo nữa thôi đúng không? Còn một lần đo thôi. Làm chóc gì đây? Chim. Bỏ cái này. Ba gói về áp gấu thôi. Xem mà còn cái tiền đâu nhỉ? Tiền đâu ấy nhỉ? À đẹp mẹ chó đây này, ngon này, Frozen này. Áp chó xong đánh nhà rồng luôn được nhỉ? À nhưng mà mình lấy hết gấu, chim chưa? Chưa. Đây. Rồi. Lấy hết chim mê chó ra rồi. Đánh nhà rồng luôn được ấy. Ơ cái kiếm cộng 6 mình lấy chưa? À kiếm cộng 7, à đây, vẫn đây. Thôi bác cần người công thủ này. Hả? Đánh càng khỏe chứ, nhưng mà 30 con này không đánh chết được cọc rồng được luôn. Cọc rồng đen, rồng à rồng xanh, rồng đỏ ấy. Tiện gì, đánh cái một lần đo thôi mà. Đánh cái kiểu gì mình đo ở đây xong phá ở đây cũng được. Bây giờ mình một lần đo mình ra lấy kiếm xong rồi đánh yên tâm hơn. Đúng không? Bởi vì đánh này mình nghĩ chỉ cần một lần đo thôi. Đánh xong rồi mình cũng về thành ngủ mà. Chứ break ngay làm sao được. Từ đây này, mình đo lên đây để ăn cái này, áp chó này. Xong rồi chạy lên đây luôn, được không? Được mà. Ăn cái kiếm cộng 7 để cho khỏe tự gì. Đây. 21 công đấy. Vì đánh nhà rồng xong để mà trước khi break cũng phải mất 1 ngày rồi. Nếu mà ấy thì mình có thể break cái con gấu này. Chó, à chó đi sau gấu. Thử ra chỗ này xem mà, thử ra chỗ này xem là speed thấp. Mới khoảng ngoài speed cao quá. Đến đây có thể nhìn được trên này kìa. Mana 16, được. Thế không thì nếu mà đánh về đây đo thẳng đến đây xong đánh đây thì cảm giác vẫn còn thiếu một lần, cứ dư một lần đo đó, không biết sẽ làm gì. Thả lấy kiếm cho khỏe cũng được, mình nghĩ thế. Chết rồi. Chim đâu vậy? Ơ chim. Ôi trời, thôi hỏng rồi. Chim ở đây thôi thôi thôi. Về. Chim ở đây. Không đủ tiền áp ấy luôn à? Không đủ tiền áp chó luôn à? Thế thì thôi. Xem mà con này đứng ở đây, đúng rồi, con chó đứng ở đây. Chó ăn... ok. Rồi. Thần đèn này, hot đánh được này. Tiếp với thần đèn này cũng được này. Tại mày bác và hạ bác thế hết. Ôi, mũ level 5 thiên cộng này. Thôi cũng được. Mũ level 5, đánh con này được luôn này. Thôi về thành ngủ đấy mana đã. Mai áp chó lên xong đánh luôn được. Xem mà. Rồi. Mai đánh con thần đèn được luôn mà nhờ. Đón đây áp chó lên để lấy speed này. Trên đất này speed 9 này. Chỗ này không biết là có phải đất ninh không. Nếu click con này là đánh thành ngay đây 15 click thì chắc là click rồi. Lên click anh thì chắc là click rồi. Gấu Ogre. Nhìn cái đám Ogre này muốn mang đi thế. 30 con khỏe phết. Các bạn có nên lấy mang đi luôn không?
Thế đi nhờ, đập cho khỏe tội gì đúng không? Khỏe lắm. 30 con khỏe lắm ấy. Đầu đau lắm ấy. Ừ, mình nghĩ là lấy đúng không? Tội gì để nhà. Đằng nào ấp này. À, quên, xây gấu đã. Ừ, xây gấu đã không quên. Cứ xây. Mình nghĩ cứ đến con Ogre này rồi. Chó lên nốt đi. Rồi, bây giờ đi brick thôi. Thấy khỏe. Nào, bây giờ thần đèn này. Bí quá, gọi thần gió ra. Yeah. Chà, một chút đi à? Ok. Thế nè. Ok. Ok, ok. Còn bao hết mana à? Ừ, sao lại hết mana nhanh nhiều quá, mình nhớ mới ngủ thành mà. Ô rồi hỏng rồi. Nó sợ hết mana nhỉ? Thì thôi, bled lên, siêu lên đánh vậy. Ơ sao lại hết mana nhỉ? Thành cũng hôm qua mình ngủ. Thành chim lửa. Thành chim lửa chưa có mắc cui. Ô, thành chim lửa chưa có mắc cui ạ. Hỏng rồi, thành chim lửa chưa có mắc cui. Thôi đánh thành ngày mai về đấy. Mai đánh quanh đây vậy. Đen thế. Thanh chim lửa cho xây mắc vui đây. Mai xem đánh thế nào nhỉ. Thế này là bao nhiêu mà 512 ăn được cái nhẫn cái bóc kia không nhỉ. 512 tướng bao nhiêu. Tướng 1712 150 300 là 800. 800 ăn cái bóc này là 141 là 210 210 800 210 1000. Thế 800 thế không vẫn cũng không kịp về thành. Đành phải về thành ngủ vậy. Đen thế. Đánh cái này thì bao nhiêu? Này 600 ăn vào thêm 150 nữa. 690 110 700, 700 về thành vẫn được. 700 cộng 690 về thành là 1300 cũng kịp đấy. Đánh con này vẫn kịp. Kịp. Cho nó mất thời gian. Một trăm năm mươi vừa đẹp. Ui hồi mười gì. À. Thành mít là thành titan à? Ngon phết nhỉ. Yeah. Việt Nam ở nửa Nam sáng nhỉ. Tất nhiên mình không còn một khoảng men. Còn một khoảng này nữa. Đây chắc chắn còn một quả chim nữa đây. Còn một tổ chim đấy nữa. Sao anh không lấy kiếm cốc 7 lúc nãy xong rồi? À, lúc nãy mình định ra nhưng mà thế làm sao nhỉ? Làm sao mà xong quay lại nhỉ? Định đánh xong rồi quay lại nhỉ? Có cái gì đó không hợp lý lắm mà mình quay lại nhỉ? Anh không mang quân. À ừ, đúng rồi, không mang quân, đúng rồi. Không mang chim sét. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Còn có 7 con chim sét lẻ mà không vào. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Nam nhảy một mỏ sai cửa lốp đi cho nó khỏe. Nếu mà chính ra kiếm cộng 7 đấy mà mình đánh cái con này thì gần như chim sét đánh phát đi luôn đấy.
quên là chưa đội mũ rồi. Chưa đội mũ cộng 5 mày vào. Anh ăn cái bóc rồi anh nhảy vào cái nhà Sakurot ông về ngủ không hôm sau đi. Một bạch trăm mít luôn. À đủ máu bây giờ phải đi luôn đấy. Đúng rồi, đủ máu rồi. Ống máu đây, nhà có hai nhẫn máu. Mình nghĩ là đi luôn được mà, 11 power này mình chiếm trước ý, tội gì. Anh có một nhẫn máu, nhẫn máu rồi. Hai nhẫn máu luôn này, 1, 2 này, đủ máu luôn này. Anh đang đeo một cái một rồi, anh đang có một cái. Đeo rồi. Một cái chứ, à ngon. Nhẫn tròn chắc đánh nhà rồng có. Bây giờ đi luôn á. Bây giờ nếu mà đúng đi ra ấy, 110 mana đủ chiếm luôn thành mid. Nhưng mà mình cần phải xem vị trí của họ. Đây, nếu mà họ chưa break thì mình chiếm luôn thành mid nhanh nhất có thể. Xong về mình ăn đồ đấy, ít nhất mình có cái trạm đây này là mình di chuyển luôn. Nhanh hơn họ, ít nhất là mình vét quanh chỗ này đã để chỉ đỡ phải tranh chấp hiểu. Nếu mà mình ra sớm hơn được họ 2 ngày thì mình sẽ đỡ phải tranh chấp với họ. Có ăn góc này xong rồi ăn xong góc này mà họ ra đây thì nhiều khi hơi mệt. Bởi vì lúc ấy mình cờ đỏ mình ra mid có thể chiếm thành trước họ nửa ngày thôi, nhưng mà sau mình hết mana. Đức hiểu không? À, ra luôn đi anh. Đấy, thế cho nên là mình đi phải một mạch luôn à? Đi một mạch luôn thì đẹp hơn. 110 mana. Tất nhiên nếu mà họ chưa break thì mình vẫn có thể chiếm được thành mid trước họ. Nhiều khi đang đi thấy đồ ngon lại còn lại thèm lại quay lại ăn. Hiện tại là nếu ngày 134 là hết break rồi mình vẫn nhìn thấy kiểu cờ họ ít hơn mình thì khả năng là họ chưa chiếm mid. Đây, họ vẫn đang ở đất thành, thế thì bây giờ mình phải phi luôn lấy lợi thế đã. Xem nào, xem đất, nghiên cứu đất là ô đất đi một lần đo từ đây đến đây này, xong chạy đây xong đo xuống dưới này là được. Ok. Thế thì không anh được fly. Đi thẳng anh ơi, đi một mạch luôn. Được. Đây. Không ăn uống gì cả. Đây. Đo đúng cái chỗ con trôn này. Giờ thế nhà không biết bao nhiêu con, chắc là đánh được. Từ từ á. Ôi, phải lại lên, một góc. Phải lại thêm một đoạn nữa đi. Không cần, đập luôn, sợ gì đâu. Ôi, xách gió đây này, ngon thế, nhờ tôi kia quay lại lấy sau. Bây giờ mình hôm qua mình không đeo cái mũ ấy mà. Giờ đi một mạch đúng không? Không tham đồ đúng không? Không tham đồ đã. Tham đồ ở này. Nhưng cái này thì chậm. Cái này thì ngay bước chân thành này, có lên dùng fly, nhả fly thì. Thôi, cứ chạy đi, để thành trước thì tính sau. Một bước chân xem à, gần thành ngay đây rồi vẫn lấy được 15, lấy đi. Ui hot cửa, thôi chạy. Khi anh cảm thấy mình đánh cái bánh cái này xong mình có thể ăn được cái này này. Ở đây về sách gió anh ngon hơn. Thôi cứ chứng chắc lấy cái này trước đã. Lấy cái này trước đã, xong tí quay lại lấy sau kiếm thiên thần. Ở đây còn nhiều thứ ăn lắm, nếu mà ăn chỗ này phải mất 2 ngày. Kiếm thiên thần này, sách gió này, đấy, sách đất này, bộ tài nguyên này, thiên. Nói chung là cứ đánh đi xong rồi mình quay về đây đánh một thể cũng được. Ra cả đây mất khoảng 3 ngày nếu mà mình ăn luôn. Ăn đây này. Đây này. Này, đây này, đây này, đây này. Đấy, tất cả những cái này đều cần hết. Đúng không? Cầu lửa này, thành gấu và gấp được búa sớm thì mình đẩy họ luôn chứ sợ gì đâu. Con gấu ấy, nó vồ được cộng đam hay như nào anh nhỉ? Nó vồ đau ấy nhỉ? Cái gấu á, nó phá 80% giáp của đối phương, quân đối phương. À, tức là khi nó đánh thì đúng rồi. Khi nó đánh thì đối phương mất giáp à? Mất giáp. Ví dụ con thiên thần 30 giáp thì khi đánh nó sẽ bị trừ đi 24 giáp, con thiên thần chỉ còn lại 6 giáp khi con gấu công thôi. Con gấu thì nó công 19, à công 21. Con gấu up và công 21. Nhưng mà ý là nó chỉ bị mất đam khi con gấu công đúng không? Đúng rồi. Còn khi con gấu nó vồ đau thế này. Còn khi thiên thần đánh nó ứng phản thì vẫn trừ mà. Tức là nó cứ vồ là trừ 80% giáp. Thế con gấu nó vồ đau nhất nhỉ đúng không? Con gấu vồ gây đam đau nhất rồi. Nhưng mà tùy, ví dụ như ở danh thấp thì ở kiếm giáp tướng bằng 0 thì con Titan lại khỏe hơn. Để con Titan nó giáp đam lên tận 60 nếu mà mắc. Con Titan là nó lém à. Con Titan là ném. Như con gấu nó vô đau nhỉ. Mà sao gấu nhiều khi nó vô ảo thế. Nếu mà ví dụ như ở trong campaign ấy, tướng level 99, à tướng giáp 99 chẳng hạn, con thiên thần thủ 30 đúng không? Thì con thiên thần được cộng vào là 129 giáp. Con gấu trừ 80% thì bạn biết là bao nhiêu đấy. 80% thì gọi là 129, gọi 130 đi, 130 x 8 được là 10 16 giáp. 10 trừ 10 16. 12 giáp, à 120 giáp. Đấy, kỳ lộ kinh khủng luôn.
96. Đấy. Thì còn trừ 96 giáp thì coi như con thiên thần chỉ còn 129 trừ 96 chỉ còn lại 35 giáp, tức là con gấu được công, ví dụ như tướng cũng thủ công như 9 chẳng hạn, con gấu được cộng lên là 21 thì là 120, mà công cái 20 mấy giáp thì khác nào Bắc Đam đâu, lúc lão Bắc Đam. Bổ đau kinh khủng luôn. Bổ đau rồi. Nếu mà crack khách thôi, coi như là nếu mà không phải tướng crack khách thì cái đam của con gấu sẽ cơ bản sẽ là 300% cộng thêm kiếm tăng thêm 30% nữa. Của 300% nữa tức là 390% đam, gần 400% đam. Kinh khủng luôn. Crack khách thì càng khiếp. Thế nhưng mà thật ra mình gọi là con gấu nó tên đó là cái gì nhỉ? Tên nó là B B51 là cái gì, là một sinh vật kiểu như to nhất trên cạn hay gì đấy. B51 là một trong ba sinh vật huyền thoại, gọi là trong thần thoại là cai quản bầu trời, đất và mặt đại dương, cùng Leviathan với con trên bầu trời là con gì nhỉ? Quên mất rồi. Ở dưới biển là Leviathan. Bây giờ lấy thành này, xong đó đi đánh con này này. Đánh con đấy xong là còn 40 mana, 40 mana về thành 12 mana là vừa đủ. Hoặc là bây giờ mình có ăn cái búp. Hoặc là bây giờ mình có thể về lấy mana ở dưới thành kia xong đo lên đánh. Thì mình có thể đi thẳng luôn bởi vì người ta cũng chưa ra mít. Xem mà, xem thành thế này không? Giếng, ủi giếng xa thế. Bốc này mình có thể ăn được luôn này. Anh ăn cái bốc mà. Bốc này mình ăn được luôn này. Bốc đấy ngon hơn đấy. Bốc dầu kia là hơi khoai. Đấy, mất có 8 chó thôi. Khiên rồng ở đây rồi. Nhẫn ở đây luôn này. Thôi rồi, về thành ngủ đã. Bây giờ thì về thành nào đây? Thành này trước à? Hay thành này? Quyển xích gió là phần thành này đây. Thành nào đủ không? Đấy. Đủ bộ mặc vừa à? À đủ quý ra mình xây thành kia chứ, về thành kia ngủ xong thành này mình xây cái giúp Kator này ngon hơn. À nhưng mà cũng chả đủ. Đây, giao tạm mày lên, con chôn 1, à con chôn 2. Con chôn 1, 2, ok. Ngủ thôi. Bây giờ cứ ưu tiên lấy sách gió chứ, đã quyển sách gió là dễ ăn thế. Bây giờ chạy trên đường chạy vào đây này. Anh về đúng không? Anh về anh. Không, anh Nam ơi, anh đo về thành ngoài gì ấy. Anh ăn cả cái máu với cả trong sách gió. Cái máu anh để sau đã. Sách gió ưu tiên trước, để anh hụt hết mấy con này đã. Hụt hết mấy không, con này. Anh định đi đường nào về? Hả? Đây từ đây đo đây. Ra đây chạy ra đây ăn cái này xong đo sang. Ăn cái giày xong đo sang đây luôn. Ngày mai mình đo xuống đây, ăn cái này ăn em đo rồi. được đây là mình về thành này mình ngủ. Xong này vụt hết mấy cái ảo mít rồi chắc đã, xong rồi khi nào mà bị dồn thì mình mới quay về góc. Mình đang lợi thế chiếm mít thì về góc cụ làm gì. Mình ăn sạch cái ảo mít chắc. Đâu em tưởng anh bị góc rồi. Em tưởng bị góc rồi ăn cái bóc ở cái máu cả xong cái sạch gió xong rồi từ nhận máu heo họ đẩy thì mình lấy. Còn bây giờ mình đang có lợi thế ở mít thì mình phải đánh quanh cái mít này trước đã. Thậm chí có thể ép gần sang chỗ này nhặt hết bóc ở chỗ phía họ đi cũng được. Để cho họ ra mít không có cái gì mà chơi hiểu? Cũng được. Cái con tội gì mình ăn ở lanh canh quanh đấy xong rồi ra đây lại có bóc ở đây họ nhặt được lại khỏe hơn đúng không? Bóc bên phía mình ăn lúc nào cũng được mà. Nhưng mà cái mục tiêu là mấy hôm nữa là phải cái này là 1, cái này là 2, cái này là 3, kiếm thần đã. Sau đó thì bộ tài nguyên này để nâng Titan. Đấy xong rồi tuần sau, tuần 4 là mình bắt đầu đi cày mỏ Titan. Sách đất, sách gió hai chỉ số, ui dồi nhiều, chỗ này nhiều cái ăn dã man luôn. Đán đồ ngon. Còn mấy cái bóc này thì nhìn cũng thường thôi, mà chưa có gì phải vội. Thì như Titan AI value rất là cao cho nên là phải đánh mấy con nào mà khỏe. Kiếm thiên thần này. Con quân cấp 7 nó canh thì mới là Titan. Ừ thì chắc là thế. Nói chung là đại khái phải như thế nó mới đủ. Cáo này thì bỏ đi, cáo này tạm thời chưa cần vội. Tí nữa mình xem đủ lực thì mình về thành ngành ngủ, nếu mà đủ lực thì mình đánh sau. Bây giờ đánh cái này thì mình sẽ mất nước chạy ra đây. Bây giờ mình đo thêm một phát ra đây luôn thì chỉ mất 200 mover thôi. Đức hiểu không? Ra thẳng đây luôn này thì nó nhanh hơn. Đấy. Ra thẳng dưới con nick này. Đây.
là anh ngày mai là anh ăn được đấy, từ đây xong rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 là mất 700 mover ra đây, 150 mover, 250 mover ra đây nữa là mất 900 mover, à 1000 mover, 1000 mover đo ăn đây nữa à, là mất 1200 ăn cái này 250, 1450 1450 vẫn chạy được việc ăn kiếm luôn, là hết. Khó đấy, ăn kiếm là khó sẽ không đủ. Không, 1450 từ đây 1, 2, 3, 4, 5, 500, 650 à 550. Như lúc em ở đây là 1400, 1600 này 550 là 2001 vừa đủ. Thiếu một tí thì phải. Thế như là đánh được con này nhưng chưa ăn kịp ăn con này. Khả năng đánh được con này nhưng chưa kịp ăn cái này. Hoặc là cũng có thể ngày mai ăn dày ăn dày ăn gió trước xong là ăn bộ tài nguyên hôm sau về đo về thành công vẫn đủ ăn cái kiếm ấy. Anh nghĩ vẫn đủ ăn cái kiếm bởi vì cái chỗ này là mình tính kép hai nước này, đây như này anh chỉ cho chỗ anh là tính bị kép hai nước bởi vì nó là đường chéo, trước tiên là phải xem vị trí của họ đã, đây ngủ thành đấy là chuẩn bị break rồi. Hot con này. Bây giờ lấy đồ kia ơi, lấy đồ trước mà sắp họ mà ra vụt họ luôn. Mà mình có đây, đội mũ này vào, gọi thần gió ra hỗ trợ đánh chứ không thì chim sét ở đấy biết ngay mà, chim sét đánh không thua. 1 2 ok kìa. 3 đây. Phải gọi thêm một thần gió ra nữa. Gió ra anh không cần thế rồi, mày chơi với con này mày có nhầm đấy, con óc ấy khỏe nhờ. Có khỏe mà, óc ấy khỏe dã man luôn, mày có nhầm đấy. Mày có nhầm đấy. Ủa thôi từ từ ạ. Gọi thần gió ra mà đánh. Mày có nhầm đấy. Mất tay. Anh chỉ đủ ăn là sách gió thôi. Mình khoai chưa nhỉ? À đủ ăn thật đấy, đấy tính chuẩn thế còn gì. Đấy. Tính chuẩn thế còn gì? Đấy thế thôi. Đủ ăn đâu anh, có đủ hồi thành đâu, anh ngủ ngoài nói gì. Ờ không ngủ phải ngủ ngoài thôi, bình thường cái gì đâu. Mai anh vẫn đo được hai lần nữa mà, đo fly được xong ngủ thành được mà. Tính chuẩn phết mà, mai không dùng phép thôi, mai khả năng xem là thiếu thiếu nếu thử đây. Thế thì anh đo anh em ăn ăn cái bóc của cho con hát tít nó canh đi. Từ từ để xem có ấy không đã.
không? À, để xem nào nhỉ. Bây giờ mana này đánh với con nào dễ thôi, vì mình không dùng phép khi combat. Có vọng thiên thần chỗ con nick rồi. Ừ, đây gì? Lót thì đánh được này. Đánh được. Đang xem cái gì hợp lý nhất nhỉ? Vòng thiên thần chắc là hợp lý nhất. Tất cả vòng cả áo luôn anh. Ừ. Nhưng mà con này thì phải chạy lên đây xong mới đo được. Chỗ này thì tướng không đo đến. Chạy lên đây này. Chạy lên 2 bước. Chạy 3 bước lên đây thì mình sẽ đo được thẳng lên trên này luôn. Đỡ phải nước chạy xéo từ đây ra đây. Đại khái đỡ mất nước. À đây, có cái gì đây nhỉ? Có cái mỏ con gì đây nhỉ? Anh ngăn được cái vòng cái thân vô. À đây là banh Cyclops. Đây banh Cyclops vẫn phải đo đây. Ơi. Cái này thì không ấy. Phân mình đang ít không lên dây với nó. Mình không ấy được. Không cần vội cái này, bởi cái này có mỗi cái vòng trên này đánh dễ hơn, tội gì đánh vòng này đúng không? Mình không có cung. Với thiên thần đi trước nó vụt vào mấy con này là tía mình hết mất con thí à, còn mỗi chim sét chọc chọc thôi. Các bạn mình hết mana rồi, không gọi được thần gió đâu, chờ chim sét là đánh cái kia. Nhưng là anh ăn nốt cái vòng thiên thần xong anh về, anh gom quân xong sang về thành mít ngủ xong hôm sau sang đánh họ luôn ấy. Đúng rồi, cũng đồ tuần rồi. Đúng không? Sang đánh họ luôn á. Anh đo lên để lấy cái vòng, anh về về gom quân là vẫn đủ. Cũng được, nhưng mà vẫn phải lấy sách đất. Chỉ số đề phòng họ cũng có sách gió, họ protect from air, ví dụ quân mình mạnh hơn họ protect from air cũng hơi mệt. Thì đánh tay bo thì nhiều khi thành đấy con nick đánh tay bo nó hơi mệt. Có Petoso thì vẫn ổn hơn. Thì anh cứ về thành mít anh ngủ đã, anh gom quân về thành mít ngủ đã cho yên tâm đã, đúng không? Sao hôm sau ra đây sách đất ở xa đấy nhà 2 chỉ số sao? Cái nhà 2 chỉ số này. Đấy. Xem mặt từ đây này. Đo một lần ra đây kìa. Đấy được. Đo tiếp xuống đây. Đo phát nữa. Nói chung quên chạy ra đây xong đo sang đây. Nếu mà còn lực thì tính xem là có lấy được cái bộ tài nguyên này không. Nếu bộ tài nguyên thì tốt, bởi vì mình có thể lấy thì hơi tham luôn. Không, nhưng mà, thì hơi tham anh không ạ. Tức là để xem có đủ không ấy. Cứ phải ăn cái này xong mới tính được đúng không? Đúng rồi. Nói chung là vẫn phải chuẩn bị thêm sách đất, bởi vì tầm này họ chưa ra, khả năng họ đánh nhà rồng, họ kiếm sách gió thì cũng hơi mệt. Thành ngày anh ngại nhất là con Nyx. Đánh nó không thấm luôn ấy. Con Nyx thì phải có cầm gấu cổ. Đấy anh về gom quả quân mà anh đánh cái con thiên thần đây cho anh về gom quân hết. Ừ, quân đi anh. À không phải đây rồi, thôi, từ được rồi. Để lên xem đánh con nick kìa được không? Kết thúc sớm trận đấu đi. Để xem đánh con nick kìa được không? Lost nick à? Ok. Khả năng là được ấy. Anh có đủ đánh cái nhà sai group luôn. Giữ mana lại nhá, giữ mana lại. Không anh cho một cái khiên lên là cũng được. Cho một khiên giáp lên là cũng được. Ôi. À anh có magi nữa không sợ. Em là rẻ. Rêu. Quả set là chất lượng nhé. Thỉnh thoảng có những quả set chất lượng vậy đấy. Rồi tập này xong đánh nhau chim sắt đi xong đánh bỏ sai cái lúc luôn anh ạ. Ừ đánh bỏ cái lúc anh ạ. Tiện gì? Ok, tiện thì tiện đúng không? Xong rồi anh về anh vẫn gom quân vẫn đủ mà, thoải mái mana mà. Đừng dùng phép nha. Nào thì còn 39 phép. Ok nhầm. Ơ anh đánh bỏ sai lúc chưa ạ? Đánh được à? Đánh rồi. Nhanh nhé, nhìn nhanh nhé. Máy gấu đi rồi, máy gấu đi xong xong bùa luôn. Không đủ. Không đủ thế được rồi, thế đi đánh được rồi. Dây... Ờ thôi rồi. Thế thôi, chả cần nhiều đúng không? Một đánh họ, hai là một. Họ mà chạy thì mình ép họ về là được đúng không? Con chôn 1 này. Con chôn 2 này, 1 này. 1 này. 2 này. Đâu đâu mũ thay mũ đúng không? Rồi ok. Rồi. Anh chỉ được tối chỉ số anh ao nhiều rồi. Đẩy luôn được đúng không?
đẩy luôn. Bên đấy thì nếu mà sang đất thổ thì có con có con à mình nếu mình công mình được đi trước. Thế con chim là cũng là speed 11, trên đất nó là speed 12. Chim sét mình cũng là 12. Với con này mà mình có cái đồ cộng speed thì phải. Mình nhìn thấy cái đồ cộng speed này ngay đây à. Hai món cộng speed luôn. Không, quyết định thôi bỏ đi. Chắc là Vasius cũng không có đồ cộng speed thôi. Quyết đoán đi. Bỏ đi đúng không? Quyết đoán đi. Đẩy phát luôn đi. Được. Dứt điểm luôn. Thể theo nguyện vọng của anh em mình đẩy luôn. Hôm nay là 1-4-2 này. Thật ra tầm này đẩy cũng chưa ăn thua. 1-4-4 thì mình đẩy cũng được. Bởi vì tầm này họ lấy quân rồi. Không. Nhưng mà ý là anh ép họ về không không cho họ ăn đồ ngoài mít nữa. Đúng không? Họ thấy anh sang họ sợ họ phải. Không, anh nghĩ là 1-4-4 đẩy thì hợp lý. Nếu mà 1-4-4 đẩy 2 ngày mình đến được thành ở giữa này. Là 1-4-6, 1-4-7 mình đánh vào thành vòng đất này. Là 1-4-7 là mình đánh được thành vòng đất này thì 1-4-6 đánh thành ngày đúng không? 1-4-7 mình đánh thành vòng đất là coi như xong tuần mới ông quân. Anh định đẩy chéo sang thành chính họ luôn á hay như nào? Thì chắc là đẩy chéo hợp lý hơn. Đẩy chéo sẽ hợp lý hơn. Nếu thế thì anh ăn thế thì anh ăn thêm sách đất đi. Cả thế bây giờ mình sẽ ăn thêm chỉ số này, sách đất này, 1-4-4 đẩy xong ăn cái này tăng power này, thế thì mình xem nào. Xong rồi mình về thành này 1-4-5 mình về à 1-4-3 về thành ngủ. Xong 1-4-4 là mình ăn đấy. Là à anh Nam ăn cái áo power đi. Ăn áo power nhỉ. Thôi ạ, bỏ cái này đi. Ăn áo power này, chạy xuống đây đo đây là được. Coi như hoàn thành nhiệm vụ cũng về thành ngủ. 1-4-4 mình đẩy. Thiết thì về nếu mà kịp thì về gom thêm mấy con gấu nữa đi cho yên tâm. Khó mà đủ được đo. Ở nhà 5 gấu kìa. Sợ không đủ được coi. Không trả thành lấy mà mất về thành lấy là mất 400 mô và hồi về đây xong hồi về kia. Không cần, chỉ tầm này anh chuyển lấy áo power ở sắc cả nhà 2 chỉ số và thêm sạch đất nữa anh sang đánh họ thoải mái rồi. Dù quá. Anh tê. Ai đấy? Anh B lúc nãy mình vào mình thấy anh B với cả Tùng đang ngon. Tùng thì báo là tối nay ăn đủ cháo hành rồi. Anh B chắc AFK 6-4-24-27 ăn gì đó? 27 con chim sét nữa ở nhà, nếu mà lấy được 77 con chim sét thì cũng kinh. Nhưng mà thôi. Tầm mày o cái này còn nhiều máu hơn chim sét à, 69 con. Bây giờ sang họ hơn 100 chim cũng hơi kinh ý. Đây là họ cày nick này. Cày cả con này luôn ạ, 100 thế. Họ cày hết bỏ quân đấy. Sang 100 chim nhưng mà anh được ạ. Anh, quan trọng là mình có đồ rồi. Anh đều giật xét trước mà nó thì. Đây là các bạn họ đánh cả cái này rồi. Anh Chưa chắc nha. Đất này thì con chim bình của Shiva thì mới bằng speed con ấy thôi nha. Con nhưng mà anh đi công mà anh vậy. Con là mình công thì mình tới trước, nhưng không trừ trường hợp là nếu họ có một đồ cộng speed là mình bị đi sau. Quan trọng cái power này hiện tại của họ, nếu mà họ không giấu đồ thì mình thấy cũng vẫn chơi được. Bởi power này xét dây cùng lắm là đến được 750 đấy ha. Chết được 12 con 13 chim sét nếu mà mắc của họ ấy. Anh đang chưa cầu gió à? Cầu gió đâu ra? À đây rồi, họ chuẩn bị break rồi. Thì xem nào, bây giờ đo xuống đây trước đã. Về gom quân thêm mua mấy con gấu ấy chứ. 300 ăn cái này. Chưa ăn rồi. Đây. Con này thì speed thấp đánh cho đủ à? Giữ chó lại tí con tí. Đủ chứ. Đó là cái mưa lửa này. À, Metal Soul à.
Thôi được rồi, thôi thầy ngủ luôn, mai đẩy luôn thôi. Dọc đường đi thấy thấy cầu gió thì tươi nhỉ. Con chuột 2, 1. Con chuột 1. Con chuột 1. Rồi. Ok, mai đẩy luôn. Ừ, anh 27 mà lo gì. Tình hợp bài này anh Nam mà nếu xây titan cũng đẹp. Ừ, anh đẹp nhưng mà anh thấy chỉ số họ yếu quá. Tiện thể kiếm ít điểm trong đánh kết thúc trận này nhanh để ra quẩy với anh em cho vui. Đánh với Tây nhiều khi chán á. Danh người ta cao hơn mình nhưng mà đánh những trận cảm giác như là anh đơn lụm luôn cái... Ê, danh hôm nay được 209 nên mình thắng trận này là phải được hơn 30 điểm ít đâu. Rồi mai đẩy chéo tiện đường thì đánh cái nào đánh. Lụm cái cầu đất. Không, 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 cầu đất thì khó mà đủ lắm. Bởi vì một lượng cầu đất thì coi như mình mất một lần đo, khó đủ lắm. Không, cầu đất chỗ có che biển gì ở đây. Ờ có che biển gì ở đây. Biển á. Chỗ này á, chỗ này thì lại... Đặt con Maslick ý, Maslick. Đấy, lấy cầu đất chỗ đấy. Thôi, đi ơi. Thôi, phải đo chéo đủ được. Đâu. Đo chéo mới đủ được. Nếu mà bây giờ đo ngang thì sẽ không đủ được. Lần trước mình thấy sợ thiếu ấy. Thôi cứ đo chéo chiếm thành thôi, kệ. Ôi đấy ơi, sao sao đánh họ luôn đi. Bây giờ không cần cầu đâu, power họ hiện tại so với mình yếu nhiều mà. Bây giờ power họ so với mình nhiều vấn đề rồi. Thằng này đánh kém. Đánh kém quá. Để thêm một level 5 để lấy sacrifice thôi. Sacrifice cùng lắm thì sacrifice con o ra con chim, à con magi ra con chim sét thì thôi. Xem tính à, xem tính thử cái sacrifice của mình áo mình chưa đeo lên. Máu à, máu cộng với 10. Máu là 30 cộng 10 40, 40 nhân với power, power 27. 40 nhân 27 bao nhiêu nhỉ? 42 nhân 27 là 800, 1080, 1080 cỡ nhân với số lượng con này à, nhân với số lượng con này. 1080 nhân đấy. À làm đâu? Làm gì thế nhỉ? 6 30 máu này. 30 máu cộng anh nhân lắm nhé. À cộng với power, quên. Cộng power chứ không phải nhân. Cộng power. Cộng power 30 với 37 57 57 nhân 30. Đại khái là tầm 60 nhân 30 là 1800, được 30 con chim sét. Hình như thế. Mình không nhớ công thức của sacrifice lắm, tí phải xem lại mà. Nhiều công thức quá ra nhiều lúc lẫn lộn đấy. Tính ra thế nào mà ban đi. Mà tức là chỉ đến 50 là mắc đúng không? Ok cái gì? Crash file. Oh my god. Tôi hỏng rồi. Oh my god. Sao lại bị crash nhỉ? What? Đâu anh vào rồi sao ấy? Không, đấy là nó chưa dứt cái kết nối cũ. Ây da, chết rồi. What? Không nhắn được. Ơ sao nhắn được nhỉ? What? Cứ hỏng rồi, làm sao đây? Ý, class game đen thế. Mình vừa đánh mẹ. Okay.
Hôm qua nó ngủ rồi nhỉ? Không biết nó ngủ chưa ta? Nếu nó ngủ rồi thì ok, sim. À hết sim rồi mà nhỉ? Hết sim rồi. Ừ, quên mất cái sim. Không biết đúng ngày chưa nhỉ? Đúng ngày thì nếu mà xét đồ, check đồ biết à? Check đồ nếu mình có cái áo là biết ngay mà. À đây đúng rồi, mở mặt đất thì đúng rồi. Đúng rồi. Xem nào, bây giờ thì fly này. Một. Ơ kìa. What? Chết rồi. Cài đồ rồi. Let's go. Let's go. Gió ơi. Chắc cái câu gió. Nhặt câu gió ở đâu? Đây à? Sợ có đủ không nhỉ? Để uống đủ không nhỉ? Đủ nước thì đủ, những sao đến thành nào thôi nhặt đi. Có cả mũ rồng luôn nha. Được. Thôi mua dòng bỏ đi, tham quá thì sẽ không đủ đến thành đâu. Bây giờ mới đi đến đây mà thành ngọ tận chỗ này cơ, mình mới đây nha. Tính ra thì thành ở chỗ này đúng không, mình mới đi được chưa được nửa đường, nửa đường phải đến đây, chưa được nửa đường đâu, thành ở chỗ này tầm này này. Nói chung là vẫn đủ to đến thành đấy, nhưng mà nếu mình ăn vặt vặt thêm nữa thì chịu không lấy được. Bây giờ mình có đủ gọi là đủ đồ rồi, không cần 27 power tầm này là ngon. Ngày mai đo được cái trên này luôn này. Đấy. Đo phần đất họ xong fly là được. Hôm nay là 144 mức 45 là mình có thể xin mức thành, sau đó thì về lấy nốt gấu đi. Ngày mai là có tiền lấy thêm gấu rồi, xong có đẩy đến thành lòng đất nữa. Là xong, 12 gấu. Cũng được. Có cả sacrifice, có nếu mà lấy thành nó sẽ mình vẽ lấy cả cái bọn này để sacrifice đi. Sacrifice hết thành thế thì ngày mai mình sẽ up con này này. Đấy ngày kia mình lấy được cái thành là mình sẽ up con này. Rồi cái double mana cũng được rồi. Tại cái double mana cũng được. Nó là mana gần thành. Double mana. Một lần đo. Không sợ không đủ lực ấy. Bởi vì hai lần đo là gần hết rồi. Nếu mà dư lực lắm thì mình mới về lấy thêm gấu thôi. Còn không phải ngày kia nhỉ. Ngày kia lấy được. Ngày kia về lấy thì lại một lần đo ở đây. Xong rồi không biết một lần đo có lấy được cả hai thành góc này không. Thế thì hơi muộn. Thôi có lẽ cứ để đẩy đi. Bởi vì cái mana mình vẫn nhiều mà.
mana này thoải mái chơi rồi. Cái tầm tuần 4 này, cái tầm này mana xét dây 10 lần thì cũng hết hồn. Không chết, què quạt hết. Què quạt, bởi vì mình muốn chiếm được hai cả hai thành góc này để tránh họ việc họ lấy thành ấy. Hai cái quẻ xong mình chỉ việc ngủ ở thành ấy thôi thì hợp lý hơn. Thì sẽ đẹp hơn, tuần sau họ sẽ mất quân chủ lực. Nếu mà họ có quân chủ lực thì mình thấy họ build cả Nyx này, cả con Naspid này. Đó. Nếu mà để sang tuần thì khó chơi đấy, Nyx khó chơi phết đấy. Nói chung là mất hết 3 thành góc này thì họ cũng khó đi gom Nyx. Bởi vì là đi gom Nyx cần phải những thành gần này di chuyển. Nói chung mình cũng hạn chế được quân chủ lực của họ đã, đúng không? Thì sẽ hợp lý hơn. Ép họ phải về, nếu họ về thì mình chiến luôn tầm này là được. Tuần sau thì con Nyx thì mình hơi ngại. Lần trước có lần mình đánh với ai nhỉ? Đánh với Đạt. 44 con chim lửa đánh được có 5 con Nyx. À đâu, 4 đến 5 con Nyx. 44 con ấy. Mà đánh được 4 đến 5 con Nyx. Yếu. Ừ. Trận đấy thì anh tranh cửa kiếm giáp mà nhiều mà. Không, trận đấy kiếm giáp thì hai bên bằng gần bằng nhau mà xem mình nhớ xem bằng nhau nhưng phải con Nyx nó phá đến 60% kiếm đối phương, thành ra là con chim lửa bị âm kiếm. Nó bị trừ lam đi so với con Nyx thế cơ. Con chim lửa 4 tức yếu. Tức là không như 4 yếu, bây giờ nhá tính cơ bản là 44 con mà đánh chết được 4 con đúng không? Tức là 11 con chim lửa đánh chết được con Nyx. 11 con chim lửa đam cơ bản là 330 đến 440 mà đánh chết được con Nyx có 80 máu thì nó kinh khủng thế nào. Đam cơ bản con chim lửa ấy là 330 đến 440 nếu có 10 con. À 11 con. Là chắc chắn kể cả như bình thường đánh ấy là kể cả thiên thần cũng nó cắn là cũng đi. Mà không mà mới chết được con Nyx. Kinh khủng. Giả 80% công. Đúng, con đấy á, nó giảm 60% công, kinh khủng luôn ấy. Con Nick thì nếu mà có phép chơi được với nó, chơi chứ đấm nó gần như mũi đốt inox luôn. Chỉ có gấu phá 8 chân, chăm giáp thì chơi được. Thôi, Nick thì cứ giả xét rồi đâu. Đây, họ đi sang bên này rồi. Ô, cái tầm này kéo đánh được luôn tướng họ này. Họ đâu? Tầm này kéo đánh được luôn này. Họ thành sao? Đâu, họ ở bên trái này. 24 power rồi. Có thể mình bây giờ mình đánh họ được họ luôn nhé. Đánh được luôn đấy. Sẽ đánh được, kiểm giáp mình tranh khá là nhiều. Trời luôn đi. Xem nào. Mình này nước đi không biết đủ không. Nhặt cái khiên thiên thần này có biết đủ không ta. Được. Ôi không đủ rồi. Không đủ đánh họ rồi. Có cái ô ở ngay phía mặt bác kìa. Đấy. Đấy. Nhưng mà vẫn không đủ lên. Vẫn không đủ đến. Ui thiêu rồi. Bác nằm đây luôn, không đánh được không mà. Được. Chơi luôn. Xem nào, một lần đo. Rồi cũng không đủ. Không đủ rồi. Đang đứng ở cái lỗ ấy luôn. Đèn thế chứ. Đèn thật. Sao không đủ nhỉ? Phải like rồi đấy. Xui thế. Đánh cái điếng nhá. Còn cái khiên thì đánh được. Đúng rồi, nếu không ăn cái khiên thì đủ lực. À không, tùy chỗ này đất này có vẻ số. Nhưng có khiên thì mình đảm bảo được chỉ số của mình mạnh hơn họ. Khí thế. Cần cầm Ogret tốc độ giảm xuống 1.900 này. Thế là ngày mai thứ 6 là mình không lấy được thành rồi. Quyết định đánh họ thành ra không lấy được thành. Tưởng đủ cơ quá thật, cũng đủ cay hết. Chiếu thành ngoài biết của họ trước rồi. Để xem mai họ đi đâu ạ. Tầm này kiếm giáp mình hơn nhiều. Power mình hơn nhiều. Quan trọng là có được đi trước họ không thôi. Tự nhiên được đánh được là cuối cùng bát rồi. Mất hết chó để ấy rồi, tế rồi. Hết chó mới gì để sacrifice rồi. Mai xây tavern này để xem AI đánh giá quân mình, quân họ con nào mạnh hơn.
bên cùng mình sắp đi phải con gấu đây. Bên cùng sắp loài gấu. Có mấy gì bảy con, mấy bây giờ ba mấy con giờ còn 7 con chỉ có tác dụng là đánh để giảm lượng mana của mình thôi. Họ đã đánh nhà rồng này rồi đây. Kinh nhà từ chỗ này. Chạy ra đây, chạy đường cái đã tốn ít nước đi rồi, đo lần đây. Đo nữa ra đây. Còn cầm mấy con này speed chậm quá, con này có speed 5. Tự tin quá. Còn nếu mà ngày mai mà không đuổi kịp họ nữa thì thôi về thành. Về thành nữa. Về thành đánh mấy cái bóc này, đánh về thành đánh mấy cái bóc này, tăng thêm một ít quân nữa để mà sacrifice, sau đó thì đầu tuần về gom chim sét. Gom chim sét để đẩy tuần sau thôi. Bây giờ phải gom thêm chim sét nữa cho đủ lực. 27 con tuần sau là 4 x 32 nữa là 39 con chim sét ở mỏ. 39 con chim sét ở mỏ với 14 con đây nữa là 53 con. Tuần sau có thêm 53 con chim sét nữa. Gấp đôi. Cứ chiếm tạm thêm vài bíp họ trước này. Sau đấy để đo vào thôi. Thật ra chiếm thành vài bíp mà không đo vào thì cũng... Bởi vì mình về đây nhặt quân thì cũng phải mất 2 ngày. Mình sẽ về thành này khoảng tầm 144. Nếu mà chuẩn thì là 144 thì mình sẽ đẩy lại lần nữa. Nó sẽ đẩy thành thẳng thành luôn vậy. Thàm quá vì thế đấy thành trước nhờ. Bây giờ họ đang đánh nhà rồng để ông mua quân chủ lực đấy. Chứng tỏ quân họ mạnh ấy chứ. Các bạn là con Nick đánh thủ châu ra là tầm này cầm đông Nick kìa. Là họ vẫn có thể chơi được. Về rồi. À đây, thế thì chơi được. Nè xem nào, Titan tầm này gì pack chơi được. Gõ được thôi sẽ bộ đi. Xem nào, xem chỉ số à. 2623 được. Con gấu đây, con này xuống đây, con này đây. Rồi. Chơi được. Sacrifice. Chơi được. 150 mana hơi ít đấy. Hử? 150 mana thoải mái. Xét vài lần đi. Còn cái đồ gì tăng power không nhỉ? Rồi, thế con. Đây. 11 rồi, chơi luôn. Thế này cứ xét thẳng vào đầu con chim xong. Xét thẳng xong rồi lao lên đấm thôi. Chết thì mình sacrifice. Đây. Chết cả Titan luôn, hết vị. Bầm. Thế thôi, đơn giản. Ôi. gì thôi thắng bao được 430. À họ không có view, họ không có view à, nhìn thấy tướng của mình thảo nào liều mạng đấy. Họ không có view, họ bảo không có view, chúng ta cũng không có set. Thanks for play. Thế họ thiếu sách rồi. Họ thiếu sách rồi, thiếu sách gió trầm trọng.